Để gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. À, thưa quý vị chắc chắn là quý vị đã nghe rất là nhiều về cụm từ là giấc mơ Mỹ đúng không ạ? À? có nghĩa rằng bất kỳ một cái người nào có giấc mơ Mỹ họ cũng mong muốn là sẽ đi sang nước ngoài à, nói một cách chính xác hơn là đến nước Mỹ để thực hiện những cái ước mơ của mình à, thậm chí là kiếm nhiều tiền hơn để có thể gửi tiền về Việt Nam phụ giúp gia đình và chăm lo cho cuộc sống của họ và họ sẽ sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp để có thể đi đến Mỹ à, có thể là du học nào hoặc có thể là tìm kiếm một công việc cần thiết ở bên đó hoặc thậm chí là kết hôn giả và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là kết hôn giả tạo bị xử phạt như thế nào thông qua những chia sẻ của luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào luật sư ạ. À. Vâng, Xin chào Giang Thái và xin chào quý vị. À, lúc nãy thì Giang Thái cũng đã chia sẻ với anh Tính cũng như là quý vị khán giả về giấc mơ Mỹ đúng không mà không chỉ là chỉ có giấc mơ Mỹ đâu mà còn có rất nhiều người khao khát được sang nước ngoài để họ kiếm một cái nguồn thu nhập tốt hơn và cũng giống như là một cái vị khán giả đã gửi về cho chương trình một cái lá thư như sau thưa luật sư tôi muốn đi nước ngoài để làm ăn tuy nhiên thì qua một mối quen biết người ta bảo tôi là phải kết hôn với một người để được sang nước ngoài với chi phí rẻ nhất tôi băn khoăn không biết việc này được pháp luật cho phép không và có những rủi ro gì không vì tôi với người đàn ông kia không có tình cảm gì với nhau cả xin được nhờ luật sư tư vấn xin phép hỏi luật sư rằng là luật sư nhận định như thế nào về cái việc mà chúng ta lợi dụng cái việc kết hôn để được đi sang nước ngoài à? À, rõ ràng thì bất kỳ pháp luật của một quốc gia nào đó thì luôn luôn cái việc quan hệ hôn nhân thì đây là những cái quan hệ rất là quan trọng và gọi là thiêng liêng với nhau và sẽ được luật của mỗi quốc gia sẽ điều chỉnh với nhau khác nhau nhưng chung quy lại thì sẽ có những cái quy định rất là cơ bản và quy định nền tảng tức là mối quan hệ hôn nhân thì phải xuất phát từ việc tự nguyện và hai bên phải là đồng thuận với nhau và cái việc kết hôn nó không được giả tạo tức là không được che giấu tất cả một cái giao dịch nào khác mà hai bên vợ chồng kết hôn với nhau phải là tự nguyện tìm hiểu và đi đến kết hôn với nhau do vậy cái việc mà bất kỳ ở việt nam hay ở mỹ hay các kỳ quốc gia nào khác thì cái việc kết hôn phải được pháp luật nhà nước công nhận và phải được các bên là hoàn toàn tự nguyện với nhau còn cái việc kết hôn giả tạo để mà xuất khẩu lao động để mà được đi nước ngoài định cư thì đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật cả dù là ở việt nam hay là ở mỹ có một cái câu hỏi rằng là hành vi này có vi phạm pháp luật hay không mà Giang thá chắc chắn nghĩ rằng nó đã vi phạm pháp luật rồi bởi vì chúng ta làm giả để chúng ta thực hiện một cái mục đích thì chắc chắn là vi phạm pháp luật rồi nên là xin phép hỏi luật sư rằng là hiện nay pháp luật có quy định như thế nào về cái hành vi kết hôn giả tạo như thế này ạ? À, thứ nhất là chúng ta thấy rằng pháp luật ở Việt Nam thì có quy định rằng cái việc mà kết hôn á thì phải đảm bảo rất là nhiều yếu tố tức là về độ tuổi ví dụ hiện nay chúng ta thấy rằng á, là nữ trên 18 nam trên 20 chứ hạn như vậy còn đối với trường hợp thứ hai À, đó là cái việc kết hôn này á, là phải được là hoàn toàn tự nguyện không bị ép buộc hoặc là không bị cưỡng chế và thứ ba nữa là cái việc kết hôn này á, là nó phải đúng với tôn chỉ mục đích của nó chứ không phải kết hôn để mà câu chuyện là đi xuất khẩu lao động kết hôn để mà đi định cư nước ngoài còn cái việc xử phạt xử lý thì chúng ta thấy rằng trên thực tế sẽ có những cái chế tài về xử phạt xử lý đối với các hành vi kết hôn giả này đó là quy định tại pháp luật Việt Nam còn đối với quy định pháp luật Mỹ thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái việc xử phạt tương tự ví dụ như việc là chúng ta kết hôn giả chúng ta qua ở Mỹ để chúng ta định cư hay là chúng qua Mỹ để xuất khẩu lao động khi phát hiện ra thì chắc chắn một điều rằng cái việc giao dịch kết hôn này sẽ bị hủy đi và cái người mà kết hôn giả đó họ sẽ bị trục xuất về Việt Nam thậm chí cái người công dân Mỹ đó họ nếu như họ có bây giờ tiếp tay cho việc kết hôn giả thì chắc chắn họ sẽ bị những cái chế tài tương ứng có thể là bị xử phạt có thể họ vào trong cái diện giám sát trong trường hợp trong những thời gian nhất định họ sẽ không bị cho đăng ký kết hôn nữa. Yeah. Dạ, Dương Thái có rất là nhiều những người bạn có nghĩa là họ tìm đến cái phương pháp là kết hôn giả để sang Mỹ và khi mà họ đã bỏ là một cái số tiền rất lớn và họ sang được Mỹ rồi thì cái người mà đồng ý kết hôn giả với họ để cho họ có cái thẻ xanh cái quốc tịch á thì họ lại sợ bị phạt và họ bỏ trốn và cái người này là họ phải sống vất vưởng ở bên Mỹ luôn bởi vì họ không họ về cũng không được mà họ ở cũng không xong. Vậy thì không biết rằng là đối với những người thực hiện hành vi kết hôn giả sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật thưa luật sư? Rõ ràng thì khi mà chúng ta xác định được cái hành vi xử phạt như thế nào đó, chúng ta phải căn cứ dựa trên cái quốc gia mà họ vi phạm. Ví dụ như là cái việc kết hôn giả nó xảy ra tại Mỹ à, và chỉ dừng lại câu chuyện là xử lý tại Mỹ thôi. Thì rõ ràng lúc này chúng ta phải rằng phải áp dụng quy định của pháp luật của Mỹ để giải quyết chứ không thể áp dụng quy định của Việt Nam. Ví dụ như quy định của Mỹ này khi mà kết hôn giả thì sẽ có những chế tài, ví dụ như cái việc kết hôn đó sẽ bị hủy đi và bản thân cái người mà kết hôn giả đó họ sẽ bị trục xuất trở về Việt Nam ngay, họ sẽ không được ở lại Mỹ và bản thân à, tùy theo quy định của mỗi bang khác nhau mà cái người mà ở Mỹ đó họ sẽ bị cấm đăng ký kết hôn trong một thời gian nhất định và bản thân họ sẽ bị vào trong cái diện giám sát và thậm chí họ sẽ bị phạt một số tiền rất là lớn bởi vì họ là à, kết hôn giả đối với người khác, người công dân khác. Còn đối với người Việt Nam á, thì chúng ta xác định rằng nếu như giả sử cái hành vi nó xảy ra tại Việt Nam thì pháp luật Việt Nam mới xử lý. Còn nếu hành vi kết hôn giả nó không xảy ra tại Việt Nam, nó chỉ xảy ra tại Mỹ thôi thì pháp luật Mỹ sẽ xử lý. Đặc trường hợp nếu như hành vi này xảy ra tại Việt Nam thì pháp luật Việt Nam có cái quy định về nghị định 82 năm 2020 về xử phạt liên quan lĩnh vực về hành chính, về tư pháp, về đăng ký kết hôn thì cái mức xử phạt sẽ là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi kết hôn giả thì rõ ràng chúng ta thấy rằng trên thực tế thì chế tài ở đâu cũng sẽ có cái quy định rõ, rõ ràng hết nếu giả sử chúng ta đăng ký kết hôn tại việt nam đặt trường hợp nếu như một người nước ngoài họ qua việt nam họ muốn sinh sống ở lại việt nam họ kết hôn giả với một công dân việt nam thì bản thân cái người nước ngoài đó họ cũng sẽ bị trục xuất về nước họ cũng sẽ bị không cho ở lại việt nam và bản thân người việt nam chúng ta cũng sẽ bại sự xử phạt hành chính thì chúng ta thấy rằng trên thực tế thì đã có cái chế tài xử phạt rồi thật ra thì cái việc khán giả gửi lá thư về cho chương trình đó, họ không nói cụ thể rằng là họ đang muốn đi đến nước nào nhưng mà chúng ta cứ dùng từ giấc mơ Mỹ bởi vì thực sự cái giấc mơ Mỹ là một cái cụm từ đã tồn tại rất là lâu đối với rất là nhiều người với một cái mong muốn là được sang Mỹ để đổi đời vậy thì không biết rằng cái hệ lụy từ cái việc mà kết hôn giả như thế này nó sẽ xảy ra như thế nào thưa luật sư theo tôi cho rằng cái hệ lụy sẽ rất là lớn bởi vì trên thực tế thì ví dụ những công dân Việt Nam chúng ta chúng ta muốn đi nước ngoài thì cái việc mà chúng ta đậu được visa để mà chúng ta qua bên nước ngoài thì rất là là đặc biệt và rất là quan trọng nếu giả sử chúng ta không đậu được visa thì chúng ta sẽ phải làm lại nhưng mà đặc biệt trong một điều ở những nước uh, ví dụ như mỹ chẳng hạn như vậy thì cái sự trung thực của chúng ta nó rất là quan trọng ví dụ giả sử như họ phát hiện ra chúng ta kê khai khống hồ sơ chúng ta kê khai không đúng thì họ sẽ đưa chúng ta vào cái danh mục là cái người khai báo không thành thật và có thể là suốt đời chúng ta không được đi mỹ đó là trường hợp đầu tiên và trường hợp thứ hai nếu như họ phát hiện chúng ta có đăng ký kết hôn giả với người nước ngoài thì lúc này câu chuyện còn lại là ngoài câu chuyện bị trục xuất thì chúng ta sẽ không bao giờ được quay trở lại Mỹ nữa và chúng ta sẽ trở thành những cái đối tượng gọi là đưa vào danh sách đen của của Mỹ để mà không cho chúng ta nhập cảnh nữa và đồng thời chúng ta phải đối diện câu chuyện là giả sử như chúng ta là à, cái rủi ro ở đây nó rất là cao nó giả sử cơ quan quản lý nhà nước họ không phát hiện nhưng mà trên thực tế nó đã phát hiện ra rất là nhiều trường hợp đó là thực trạng ví dụ như trong lúc đầu là chúng ta đã đăng ký kết hôn giả để chúng ta được sinh sống tại mỹ nhưng sau đó là chúng ta muốn ly hôn để mà chúng ta có cuộc sống riêng hoặc là chúng ta muốn kết hôn người khác nhưng mà cái người mà họ đăng ký kết hôn giả chúng ta họ không muốn ly hôn họ vẫn giữ mối quan hệ đó và trong trường hợp khác thì họ lại quay trở lại là họ muốn là có một cuộc sống hôn nhân với chúng ta thì sao chẳng hạn như vậy thì lúc này quay trở lại câu chuyện là chúng ta ở cũng không được mà chúng ta đi cũng không xong mà chúng ta bị ràng buộc bởi pháp luật việt nam bởi pháp luật Mỹ do vậy trên thực tế chúng ta thấy rằng có rất là nhiều trường hợp ói âm xảy ra và bản thân chúng ta không có cách để xử lý yeah, và đó cũng là câu trả lời cho những cái rủi ro mà vị khán giả đã gửi lá thư về cho chương trình sẽ gặp phải nếu như mà sang nước ngoài bằng cái việc kết hôn giả vậy thì nếu như mà chúng ta muốn đi hợp tác lao động ở nước ngoài á, thì người dân phải tuân thủ những cái quy định như thế nào để tránh vi phạm thưa luật sư cái việc mà hợp tác lao động thì chúng ta thấy rằng trên thực tế thì chúng ta phải được một cái tổ chức một cái đơn vị họ có cái chức năng họ cung cấp về cái xuất khẩu lao động họ cung cấp về cái vấn đề về tư vấn du học chẳng hạn như vậy thì chúng ta mới được đi xuất khẩu lao động và thứ hai nữa chúng ta phải đáp ứng các điều kiện về tiêu chí của họ điều kiện về tiêu chí thứ nhất là về kỹ năng tay nghề về ngôn ngữ về tài sản đảm bảo chẳng hạn như vậy thì chúng ta mới được đi xuất khẩu lao động và thứ ba nữa là chúng ta phải đáp ứng được câu chuyện là cái nhà tuyển dụng bên nước ngoài họ có đồng ý tiếp nhận chúng ta hay không và chúng ta đi theo diện như thế nào chúng ta đi đeo diện là tay nghề hay không tay nghề hay là diện đầu tư nó rất là nhiều diện khác nhau để chúng ta có thể là đi xuất khẩu lao động do vậy khi mà chúng ta thực hiện các thủ tục để mà đi làm việc tại nước ngoài thì chúng ta nên tìm đến những cái đơn vị những trung tâm uy tín họ có chức năng và họ có ràng buộc của chúng ta về cái hợp đồng giao dịch thì chúng ta mới nên đóng tiền còn tránh trường hợp là chúng ta đến những nơi mà họ không có chức năng hoặc thậm chí là những cái cá nhân họ hứa hẹn họ đưa chúng ta đi làm việc nước ngoài nhưng cuối cùng này chúng ta là bị lừa tiền bởi những cái đối tượng những cá nhân này thì do đó chúng ta phải hết sức lưu ý trong quá trình chúng ta đi xuất khẩu lao động. Dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Trung Tính rất là nhiều ạ. À. À, vâng thưa tất cả quý vị, trung thực là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể sang làm việc tại nước ngoài và hy vọng rằng là thông qua những chia sẻ của luật sư thì vị khán giả gửi lá thư về cho chương trình của chúng tôi hôm nay cũng đã có một cái cái nhìn thấu đáo và đã có cho mình câu trả lời rằng mình phải làm gì để có thể xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thấu Lý Thấm Tình cũng xin được phép khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ luật sư Nguyễn Trung Tính, đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Và Giang Thái cũng xin được phép gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.